Choáng ngợp trước số tiền từ trên trời rơi xuống, bà ve chai bắt đầu ấp ủ một kế hoạch lớn. Cái thời gian mà con đi dạy thêm dẹp luôn, nghỉ dạy luôn. Bây giờ con dành cái thời gian đó con đầu tư vốn tiếng Anh cho mẹ. Còn mẹ, mẹ sẽ tìm cho con một cái trường nổi tiếng nhất thế giới, mẹ cho con đi du học. Trời đất ơi. Em tính cho con Hương Thảo á, nó đi du học mà em không biết làm sao, cho nên em muốn qua nhờ anh tư vấn cho em nè. Trời ơi, tôi không ngờ gia trai giàu sống vui vậy luôn. Thế nhưng là phúc hay quả khi dự định ấy bỗng chốc quá thành tin đồn, sai lệch sự thật. Có chắc là lo cho con nhỏ đi học hay không, hay là tàn nhẫn đẩy con mình đi vô cái chỗ là đi làm gái rồi nói rằng là nhà tài trợ. Sugar Daddy. Những diễn biến tiếp theo của loạt phim ngắn Gia đình Lý Sự 21:30 thứ hai thứ ba trên truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả chú ý đón xem.